kia. Ở đây. Ly nguyệt, ly mặt trời. Giải rồi, thanh tẩy rồi. Chết luôn rồi chứ. Khổ nhục luôn á. Kéo ngay con có thanh tẩy nữa. Kéo ly mặt trời à. Để tôi ly mặt trời đấy. Trần Đức Thành, chán. Kìa, đấy hay rồi kìa, bắt được con đồ mạng Oladin là ngon quá rồi, đây đánh đi. Nhảy. Con ấy yếu kìa, con lau yếu kìa, con lau yếu kìa, nhảy nó. Lượm đi. Nhà kìa, nhà kìa, nhà kìa, nhà kìa, nhà kìa, nhà kìa, một thằng ở nhà kìa, nhà kìa. Thằng sắp bắt về cho thằng này đánh cũng được. Rồi đấy. Trời ơi, trời ơi, những cái pha gọi là combo mà nó mù mắt luôn. Nguyễn Quỳnh Anh, thật xa là đang. Thằng Terry nó ra được rồi. Thằng Pain cứ bắt con Terry thôi. Thằng Pain nó vồ được con Terry là đẹp. Tại vì nó có đam, nó vồ, nó sóc chết được. Minh Sơn, hai anh em lũ lắm. Là Minh Sơn nè. Ui, kìa. Đứng đam lan lá mọi người. Đỏ to quá. Đam hero, anh mùa gắt quá. Thì nếu là phải bắt nó trước, phải bắt nó trước thì mới win được. Về bớt rồi, chết rồi đấy. Bớt rồi. Ô nhục luôn đấy con AD làm cái gì vậy? Trời ơi, đánh nó ngu tê không biết. Nguyễn Xuân chết, cần nằm đi anh nằm. Là có thể ngu như thế anh em nhỉ? Kia vô được kia. Ui, team nó kìa anh em ơi, thôi. Mà, bốn thằng không thằng nào đánh được luôn. Bọn lính đến cao. Bảo Chí. Ha ha ha. Má thiệt chứ. Làm lại. À, cay quá. Cay quá Quỳnh Anh ơi, cay quá. Choang Anh, đánh đỉnh cao đi anh Nam. Thế Nam đi đỉnh cao mà. Xin đường với S3 ơi. Ok. Ok Hikaru ơi. Làm lại rồi, thua không vậy rồi, biết sao Bass hảo kính, ép teo phá. Teo nó ngu quá. Cấm lại đi, cấm cấm con Bonne đi, cấm Bonne.
báo ôm đi để không chịu. Thằng AD Boss cái thứ hảo báo quý, ôm đi. Cây bị vãi kết rồi. Nó fit tận 10 mạng. Đánh game chết 10 mạng rồi chơi cái gì nữa nên. Cầm con Hê lên cũng được ạ, cầm con Hê lên đi bạn. Hoa hướng dương, em toàn gặp ó. Hello Hoa hướng dương nha. Làm lại. S1 ơi, Big Ten giúp với. Hello anh Nam. À, Big Na giúp với. Ten Big sau cũng được á.